các bạn, hôm nay mình ra vườn để mình thu hoạch rau diếp cá với rau bậc hà, cũng bậc hà, và mình sẽ thay đất cho cây dâu tây, tại vì cây dâu tây lâu lắm rồi mình không chăm sóc nên là nó rất là cằn cỗi, và bây giờ mình phải thay đất cho cây. Thu hoạch cùng với mình nhé. Cái rau diếp cá này là mình trồng từ cành đấy các bạn, các bạn thấy không, bây giờ nó lên này, mình bận quá mình không có dám chăm sóc này, nến quả hoa rồi, hôm nay mình thu hoạch. Thu hoạch rau diếp cá thì các bạn cứ cắt sát đuôi nhé, các bạn cứ cắt sát dưới gốc ấy để nó lên nhánh mới. Ôi, rau này rất tốt luôn. Dạo này mình bận mình cũng không ra vườn chăm sóc nhiều. Ôi, lên hết hoa này các bạn này. Các bạn thích trồng ấy, các bạn có thể lấy cái cành của nó, các bạn cắm vào đất, các bạn trồng trực tiếp, hoặc là chúng ta có thể cắm vào nước ra rễ thì chúng ta sẽ trồng. Đây, các bạn cứ cắt ngắn sát gốc như này nhá thì nó sẽ lên mới cây mới. Mình sẽ đây, sang cái chỗ này thì mình sẽ nhổ đi để mình trồng rau. Tí nữa mình sẽ nhổ đi rồi mình sẽ tái tạo lại đất để trồng rau. Này các bạn này, thu hoạch một rổ rau diếp cá này. Bây giờ mình sẽ ra thu hoạch húng bức hà nhé. Húng bức hà này mình cũng trồng từ cành đấy. Các bạn tí nữa mình sẽ cắt mình trồng ở chỗ khác. Các bạn nhìn này. Nên tốt chưa? Mình sẽ cắt đi mình trồng chỗ khác, ở chỗ này mình sẽ trồng rau. Mình sẽ thay đất luôn các bạn ạ. Tại vì đất ấy mà để nhiều để lâu nó sẽ bị bạc màu ấy. Mình sẽ thay đất mới. Ôi, các bạn nhìn này. Rau không bậc hà này, nên rất tốt luôn. Các bạn nhìn cây húng quế của mình này, để ra hoa nhiều chưa? Các bạn mà để cái hoa này già thì các bạn có thể lấy hạt của nó các bạn trồng được nhé, nhưng mình nghĩ không cần đâu. Các bạn cứ cắm cái cành là có thể trồng được, cái xưa mình cắm cành đấy. Mình cắt đi để thu hoạch nhé. Ôi, lâu lắm không thu hoạch này. Để nó già quá, nó lên hết cả hoa. Mình cắm có 3 cành thôi mà lên tốt như này này. Nên mình sẽ thu hoạch hết luôn. Chúng ta cắt như này đi. Ô, các bạn nhìn này. Húng bậc hà này. Nên rất tốt luôn. Mình cắt hết. Ô. Các bạn cắt sát gốc nhé, đừng không cần phải chỉ cắt sát gốc để lên những nhánh mới nó không bị già rau. Đây các bạn nhìn này, nó lại ra chồi những rau húng mới này. Đấy, các bạn cứ cắt sát gốc thì lại ra chồi những cái cây húng mới. Mình lấy ớt mình bắt hạt ra nó lên đấy. Bây giờ mình sẽ đánh ra kia mình trồng. Đánh lên để cái đất này mình sẽ trồng rau. Hai cái ớt mình sẽ nhổ ở đây đi để mình trồng cái ớt vào đây. Nhà mình trồng rau ngoài ban công nên nó không có nhiều đất nên là mình trồng rất là hạn chế. Ngày xưa mình có mấy thùng xốp nhưng giờ mình mới dọn hết đi rồi. Đây mình thấy đất rất là tơi xốp này. Vỏ trứng này mình nhà mình cứ ăn xong rồi mình phơi khô đi, xong mình bóp nó như này. Trong đây mình có trộn cả với bã cà phê đấy, bã cà phê nó làm cho cây rất là tơi xốp. Đấy mình phơi khô ra, bây giờ mình trộn vào đất để cho nó canxi, giúp cho cây phát triển rất tốt, nó chống oxy nữa. Mình trộn lên như này. Đây mình rắc thêm cái vỏ ốc này nữa, à nhầm, vỏ trứng này nữa vào gốc cây này cho nó có canxi phát triển cho cây. Ngắt cái lá đi nhá để cây chúng ta nó không cần lên cao mà nó sẽ ra nhiều quả. Mình ngắt đoạn này đi và chúng ta cắt vợi lá thừa đi thì cái cây ớt của chúng ta nó không phải tập trung nuôi lá mà sẽ ra chữ quả hơn. Mình tỉa bợi lá đi. Thế thì nó sẽ không cần mọc cao mà nó ra nhiều lá. Và gốc này mình vắt ở gốc cây cho nó râm cây. Chỗ này mình sẽ nhổ hết đi để mình đất trồng rau.
dâu tây đây. Các bạn thấy không? Lâu lắm không thời gian chăm sóc. Nó cỗi ở cây này. Mình bây giờ mình sẽ thay đất cho nó. Bây giờ mình sẽ lấy cây ra để mình thay đất cho cây dâu tây các bạn nhé. Không, đất nó cần cỗi quá, cây nó không phát triển được. Đây. Đây, đất mình vừa mua về trộn với vỏ trứng để thay đất cho dâu tây. Cây dâu tây ấy, các bạn cứ khoảng 1 năm các bạn thay đất cho nó một lần nhá. Như thế thì nó sẽ tốt hơn, chứ còn không đất nó bạc màu ấy, nó không có dưỡng chất để phát triển dâu tây. Mình trộn với vỏ trứng này tốt lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh cái cây dâu tây ra, thay đất cho cây luôn. Hôm nay đất nó sẽ mấy cái lá già này các bạn. Hoa khô cằn cỗi hết cây. Các bạn cứ vặt hết cái lá no già đi cho cây nó phải nuôi dưỡng chất. Ở ngoài ban công nhà mình khá nắng nên là cây. Vỏ trứng lên nữa cho nó. Vỏ trứng này nó cứ đắp gốc cây ấy, nó gốc canxi cho cây rất là tốt. Các bạn nhìn này, đang ngó rất nhiều này. Nhưng mà cây ra ngó, nhưng mà ngó nó hơi bị gầy. Tại vì mình cũng không chăm sóc. Ngó này các bạn cứ cắm vào đất như này, ghim lấy cái tăm ghim lại thôi là nó sẽ lên. Và lúc này mình sẽ tí mình múc vỡ đất ở đây thì mình sẽ thay đất cho nó. Mình sẽ cắt các cái cành, cái lá này nhá. Các bạn lấy ăn phần ngọn thôi, còn cái phần già già này mình sẽ cắm vào đất để nó ra cây mới. Các bạn có thể cắm thẳng cũng được, nói chung là cắm như này cũng được. Sau một ngày chúng ta cứ tưới nước cho nó đều 2 lần một ngày. Đây các bạn cứ để như này này thì nó sẽ lên cây mới này. Cắm thẳng cũng được mà cắm như này nó sẽ lên dễ. Chọn cái tấm nào nó già già ấy các bạn. Các bạn cứ cắm như này nhá, nó sẽ lên những cái nhành lá mới nhá. Nó ấy đất này, nó sẽ ghim đất này, thì nó sẽ lên cây mới này. Còn lấy tăm các bạn ghim cũng được, hoặc là chả cần đâu, ghim đất rồi nó sẽ lên. Bật vợ lá đi cho nó không. Rồi, mình sẽ tưới nước ngày 2 lần. Còn mấy cái chỗ này mình sẽ cải tạo đi để mình gieo rau, trồng rau. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nhé. Mình sẽ cập nhật lại cái quá trình cái cây húng bắc hà này cho các bạn xem. Đây, các bạn nhìn cây này là cây bơ của mình này. Cái bơ mình trồng từ hột ấy, nó lên rất là cao. Chả biết là trong nhà như này có trồng được bơ không, mình cứ trồng thử vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip.